Ôi cô Đông Mai mưa rồi. Mưa rồi. Muốn tin đâu về chuyện dục trường ra làm lại. Đùa được. Đùa thế nào? Anh chưa biết đề cô 25 à? Cầu thủ số đội anh chứ gì? Ôi đức chứ, sao lại anh vẫn còn cấu thành chất lượng cuộc sống? Nên ống nhựa chịu nhiệt tương đối. Đến mình lại đỡ. Ở anh cách 10 năm thôi à? Tuyệt vời. Đấy đấy. Nhà hỏng, ống chưa hỏng. Ống nhựa chịu nhiệt đề cô 25. Xin chào toàn thể ông bà, cô chú, anh chị, các bạn trong và ngoài nước quay trở lại video này. Thì hôm nay Hùng đang có mặt tại trường mầm non Trung Sơn, tại xã Trung Sơn, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị. Thì mấy hôm trước ở trên cái trường này là ngập lụt hết, mới đi học lại được mấy ngày nay thôi. Thì hôm nay Hùng và cùng mấy anh chị em tới đây để phát sữa cho các cháu ở đây. Thì hôm trước trong đoàn của Hùng thì cũng được một phụ huynh ủng hộ cho 100 thùng sữa. Thì hôm nay Hùng sẽ lấy cái số sữa đó và một ít quà để đi phát cho các em mầm non ở đây. Hôm trước là chia sẻ là ngập hết cái trường này, cái khúc đường đi ở ngoài đó là ngay bờ sông này. Ngay sông thì nhìn cái bờ rất là rộng luôn. Từ hôm này qua bên kia, mà hôm nay là trời hiện tại vẫn đang mưa này. Thì tại vì bây giờ mà nhóm của Hùng thì đi đến từng nhà người dân thì không có đủ thời gian. Với lại đường ở đây cách trở lắm, mọi người thấy cái bùn sình ở ngoài đó không? Bùn sình lũ lụt không thể đi được. Thì hôm nay mình cứ tập trung ở tại trường đây. Thì cũng học ở đây thì cũng đa số là toàn những nhà có hoàn cảnh khó khăn thôi. Để mình cũng phát cho các em ở đây cho nó tiện. Hôm nay trời tiếp tục là đổ mưa rồi. Hôm nay là ngày 27 tháng 10 năm 2020. Thì đang ảnh hưởng cơn bão số 9, một siêu bão. Nên trời vẫn tiếp tục đang đổ mưa. Ngày hôm qua thì nắng được một ngày. Hôm qua Hùng lên Đắc Rông thì nắng được ngày. Hôm nay bắt đầu là trời mưa lại rồi. Ở đây các cháu đi học lâu chưa cô? Dạ đi chưa đủ đấy. Chưa đủ hả? Dạ. Mà đi học lâu, đi học lại lâu chưa? Bữa dạ, đi học lại 3 ngày đấy. 3 ngày, hôm trước là lũ lụt là nghỉ. Dạ. Cái trường mình có ngập lên tới đây không? Dạ vâng. Ngập lên đây luôn hả? Và hôm đó đến tới ngày. À, và các cô phải lau chùi sạch sẽ này. Đây là bao nhiêu cháu hả cô? Dạ đây 6. Không, cả trường này luôn á? À cả trường là 100 là mấy cháu á? À 100 là mấy? Vậy cũng ít ha. Bây giờ con bao nhiêu cháu? Đây là của một cùng đấy thôi, con phía đến đây là khác, con cùng dưới đây là 108 cháu. Nhà con phía đến đây là đến đây có 3 dãy lớp đến đấy nè. Dạ. Phạt bên kia là con bao nhiêu thì về đấy cho giải phạt cho em. À dạ dạ, đi có một khối tẹt cho đi. Qua đây phạt. Nhóm này là nhóm 2 tuổi cho cô nhỉ? 2 tuổi chưa? 2 tuổi. 2 tuổi rồi. Chưa biết nói rồi. 24 2 tuổi, con em cũng 2 tuổi ở nhà đi quậy rồi chứ đây. Dạ. Ngồi vậy là ngoan rồi đó. Đi học của quen đó ngoan. Ờ. Còn 3 lớp bên này nữa. Còn 3 lớp nữa. Đấy, tầm 7 tầm 3 này. Đúng này toàn tầm 7 tầm 3 không. Thì mình ra đó một người không ạ. Còn mấy ban. giò quá. Rồi, hát được rồi, hát được rồi. Tôi. Chị nói đi. Đồng Nai ra một cái quà để ủng hộ cho cái chương trình để bọn em nhau ở đây hỗ trợ cho bà con ở đây. Hôm nay em phát cho các cháu lên một chuyến. Ủa, bên kia này có người thầy là diện phán chứ đâu phải. Còn sữa trên tay xong lại uống là đúng rồi. Nó nói đúng không biết. Nó thông minh. Đó. Bye bye nha. Mày bên đầu hay thật đấy. Cầm sữa xong rồi làm gì? Uống. Đúng rồi đó. Thông minh. Thông minh. Mày bà cảm ơn cô, ơn cố thế, cảm ơn xe nó to lên nhé. Mày bà bên khác. Lại ra em chung rồi đấy. Bên kia nhặt ra em 2 tuổi. Ai được đi nắp thì được đi. Ai được đến đấy thì không phải nhiều. Cái này buồn là hết rồi luôn. Rồi mấy cô phải lau ông mấy ngày luôn rồi. Ngập lên ngay luôn. Dạ, khoảng 6-7 phút. Ngập lên ngã tường rồi không? Dạ. Ngập quá. Rồi nhận sữa có vui không? Vui thì vỗ tay đi, vỗ tay. Rồi xin chào nha. Bye bye nha. Bye bye nha. Dạ em chào hai cô luôn. Dạ. Giỏi, xin chào nha. Vui không? Vui hả? Vui không? Hả? Thích không? Hả? Có sữa có vui không? Vui hả? Đừng lén chút cho em đi. Để em cắt cái ghế đó. Ở trong Đồng Nai thì cũng có mạnh thường quân gửi chút quà ra ngoài này hỗ trợ cho bà con vùng lũ. Thì hôm nay cũng đại diện nhóm ở đây trao tặng cho các cháu ở đây. Dạ. Dạ. Thì em cũng xin phép cô đi chỗ khác nha. Dạ. Thì Hồng cũng phát xong cho học sinh mầm non ở trường này rồi. Bây giờ Hồng sẽ tiếp tục đi qua những điểm khác nữa. Hồng xin kính chào và hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo.